Solomon cử 32 sĩ quan cảnh sát đến Trung Quốc để huấn luyện. Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ cho thấy Hoa Kỳ sẽ kiềm chế toàn diện Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỹ cần bao nhiêu tàu sân bay để đối phó Trung Quốc? Kim Hoa xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi tin Biển Đông Đài Loan ngày 15 tháng 10 của DKN TV. Solomon cử 32 sĩ quan cảnh sát đến Trung Quốc để huấn luyện. Thưa quý vị, theo một thông báo từ lực lượng cảnh sát quần đảo Hoàng gia Solomon mà Reuters thu thập được, Solomon sẽ cử đoàn sĩ quan gồm 32 cảnh sát đến thăm các đồn cảnh sát khác nhau ở Trung Quốc trong khóa huấn luyện về kỹ năng trị an, đồng thời nâng cao hiểu biết của họ về văn hóa Trung Quốc. Các sĩ quan sẽ ở lại Trung Quốc một tháng. Huấn luyện cảnh sát là một lĩnh vực quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xây dựng tình hữu nghị song phương với chính phủ quần đảo Solomon. Hoạt động huấn luyện cảnh sát được tăng cường sau khi bạo loạn nổ ra ở thủ đô Honiara của Solomon, nơi phần lớn khu phố tàu bị thiêu rụi bởi những người biểu tình bất bình với Thủ tướng Manasseh Sogavare. Mặc dù Úc, Fiji và New Zealand cũng điều động quân đội đến giúp giật tắt tình trạng bất ổn, nhưng Bắc Kinh đã tận dụng cơ hội này để cử huấn luyện viên đến tiến hành các khóa đào tạo thường xuyên cho cảnh sát Solomon. Một thỏa thuận an ninh gây tranh cãi cũng đã được ký kết hồi tháng 4 năm 2022 giữa Bắc Kinh và Solomon, mở đường cho nhiều hoạt động huấn luyện hơn. Thỏa thuận này cũng trở thành mối lo ngại đối với các quốc gia phát triển, bởi vì nó mở ra một cánh cửa cho việc quân sự hóa dần dần khu vực này bằng cách cho phép Bắc Kinh đóng quân, vũ khí và tàu hải quân ở nước này. Solomon thắt chặt giao ban với Bắc Kinh Trong khi đó, Thủ tướng Solomon Sogavare đã nhắc lại rằng Úc vẫn là đối tác an ninh được lựa chọn của quốc gia Thái Bình Dương này. Tuy nhiên, ông Malcolm Davis thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc cho biết, ông Sogavare không có khả năng kháng cự lại trước những lời đề nghị thân thiện từ Bắc Kinh. Ông nói với AAP, họ bước đến với những chiếc vali tiền để bảo đảm rằng ông ta và những người xung quanh ông ta sẽ ủng hộ việc mở rộng vị trí của ông ta, vai trò thủ tướng của ông ta. Ông Sugavare đã công khai làm sâu sắc hơn mối bang giao với Bắc Kinh trong những tháng gần đây, đặc biệt là với việc ký thỏa thuận vay 448,9 triệu nhân dân tệ, tương đương 66,15 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Xuất nhập cảng Quốc doanh Trung Quốc để tài trợ xây dựng 161 tòa tháp của đại công ty Viễn Đông Huawei chuyên gia quốc phòng Michael Suplix đã chất vấn về sự cần thiết của một công ty viễn thông lớn khác trong khu vực. Huawei đã bị cấm tham gia vào mạng 5G của một số quốc gia phát triển. Khi quốc đảo này đã được cung cấp dịch vụ bởi công ty dẫn đầu thị trường Digital Pacific, hiện thuộc sở hữu của Telstra Úc. Ông từng nói với Seaport Times rằng, thỏa thuận này là một bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang tiến nhanh và đi trên một đại lộ rộng lớn để tạo thêm sức mạnh ảnh hưởng đối với chính phủ quần đảo Solomon. Ông nói thêm, nó cũng cho thấy thủ tướng Sogavare muốn có một mối bang giao sâu rộng với Trung Quốc và nó làm giảm giá trị của những lời cam đoan không ngớt của ông ấy rằng liên kết đối tác mà ông ấy đang xây dựng với Bắc Kinh sẽ không có một yếu tố an ninh quan trọng nào trong đó. Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ cho thấy Hoa Kỳ sẽ kiềm chế toàn diện Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày 12 tháng 10, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố chiến lược an ninh quốc gia, coi Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga là mối đe dọa hàng đầu. Nội dung báo cáo tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ khả năng tự vệ của Đài Loan và duy trì khả năng chống lại bất kỳ hành vi sử dụng vũ lực hoặc cưỡng bức đối với Đài Loan. Báo cáo kêu gọi các đồng minh và đối tác châu Âu đóng vai trò tích cực hơn ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Điều này bao gồm lời kêu gọi các đồng minh châu Âu ủng hộ các hoạt động tự do hàng hải ở eo biển Đài Loan. Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển vì lợi ích an ninh và thịnh vượng toàn cầu. Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển vì lợi ích an ninh và thịnh vượng toàn cầu. Chính quyền ông Biden lặp lại cam kết của mình đối với chính sách một Trung Quốc như được nêu trong đạo luật quan hệ Đài Loan, ba xã giao chung và sáu bảo đảm. Các học giả phân tích rằng báo cáo này đã gửi đi một tín hiệu cho thấy Hoa kỳ đã toàn diện chống lại bắc kinh ông ngô kiến trung tổng thư ký của viện tiến bộ chiến lược đài loan nói rằng sau hơn một năm có nhiều biến động về chính trị bao gồm cả chiến tranh ukraine nga bùng nổ và tình hình căng thẳng ở eo biển đài loan thì việc hoa kỳ đưa ra chiến lược an ninh quốc gia trong năm nay có thể khẳng định một điều rằng nhóm điều hành hoa kỳ sẽ sử dụng tài liệu này để báo cáo lên quốc hội hoa kỳ với mục đích tiếp tục ủng hộ nội dung của chiến lược an ninh quốc gia do Tổng thống Biden đề xuất. Đồng thời tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng Hoa Kỳ sẽ kiềm chế toàn diện Đảng Cộng sản Trung Quốc trên mọi lĩnh vực. Ông Ngô Kiến Trung nói, Hoa Kỳ coi Đảng Cộng sản Trung Quốc là một mối đe dọa và các cam kết an ninh eo biển Đài Loan được Hoa Kỳ coi là một vấn đề quan trọng và cần thiết. Ông nói thêm, Hoa Kỳ cần phải hỗ trợ thực chất hơn cho các cam kết của đồng minh. Ông Ngô Kiến Trung phân tích, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã đề cập đến bốn sức mạnh phục hồi trong lễ quốc khánh ngày 10 tháng 10, bao gồm khả năng phục hồi công nghiệp, khả năng phục hồi xã hội, khả năng phục hồi dân chủ và quốc phòng. Đồng thời, Tổng thống nhấn mạnh rằng chống Đảng Cộng sản Trung Quốc bảo vệ Đài Loan đã trở thành mục tiêu của người dân quốc đảo. Điều này tương đương với việc lặp lại chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và cho thấy ý chí của các đồng minh của Hoa Kỳ và Đài Loan trong việc đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trả lời cho câu hỏi, tại sao Hoa Kỳ lại coi Đảng Cộng sản Trung Quốc là thách thức địa chính trị quan trọng nhất? Ông Đàm Diệu Nam, chủ tịch Hiệp hội Chính sách Hai eo biển nói rằng, do sự không tương thích cơ bản của hai giá trị, hệ thống và hệ tư tưởng. Ông lo lắng nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành một cường quốc toàn cầu, nó sẽ gây ra một mối đe dọa và thách thức to lớn đối với tất cả các quốc gia dân chủ với các giá trị như tự do, dân chủ, pháp quyền và nhân quyền. Ông Đàm Diệu Nam nhấn mạnh lại, quỹ đạo và con đường của sự thức tỉnh của phương Tây và cuộc đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở nên rất rõ ràng. Mỹ cần bao nhiêu tàu sân bay để đối phó Trung Quốc? Thưa quý vị, trong nhiều thập niên, Ngũ Giác Đài, Tòa Bạch Ốc và cả đội Capital luôn vẫn không thể trả lời cho câu hỏi nước Mỹ cần đến bao nhiêu hàng không mẫu hạm để đối phó Trung Quốc. Nhận định về kế hoạch điều hướng hoạt động hải quân 2022 của Ngũ Sắc Đài, cây bút Chris Osborne của National Interest cho biết, trong nhiều năm qua, Hải quân Mỹ luôn đi tìm câu trả lời cho bài toán cần bao nhiêu hàng không mẫu hạm để duy trì vị thế siêu cường trên biển, đối phó Trung Quốc cũng như đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và ứng phó với các mối đe dọa toàn cầu ngày càng nguy hiểm và thay đổi nhanh chóng. Ông Osborne cũng nhấn mạnh rằng, không có quốc gia nào trên thế giới sở hữu hạm đội tàu hàng không mẫu hạm mạnh mẽ như của Hải quân Mỹ. Chúng mang đến cho Washington lựa chọn phát động một cuộc chiến quy mô lớn chỉ với một nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm, đặt kẻ thù vào tình thế nguy hiểm. Ở một chiều hướng khác, nhóm hàng không mẫu hạm không ít lần giúp nước Mỹ gian đe, khiến các quốc gia không thân thiện với Washington phải thỏa hiệp. Hải quân Mỹ cần bao nhiêu hàng không mẫu hạm? Trong nhiều thập niên, các lãnh đạo của Hải quân Mỹ lẫn ngũ giác đài không ít lần yêu cầu Quốc hội Mỹ mở rộng quy mô các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm từ 10 lên 11, thậm chí là 12 chiếc. Mục tiêu này được thể hiện rõ ràng qua kế hoạch điều hướng hoạt động Hải quân 2022 giúp tăng cường sức mạnh của hải quân Mỹ trong tương lai gần. Có nhiều lý do khiến hải quân Mỹ xem xét việc mở rộng hạm đội hàng không mẫu hạm lên 12 chiếc là tối ưu. Đầu tiên có thể kể đến yêu cầu về chỉ huy tác chiến đội với các hạm đội ở nhiều vùng biển khác nhau trong cùng một thời điểm, từ Địa Trung Hải, Thái Bình Dương, Vịnh Ba Tư cho đến Biển Baltic. Nhu cầu hiện diện quân sự của Mỹ ở các điểm nóng này là rõ ràng nhằm ngăn chặn những kẻ thù tiềm tàng, lẫn bảo vệ các tuyến đường biển chiến lược. Chắc chắn khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới cùng lúc sẽ đòi hỏi các hàng không mẫu hạm Mỹ phải có mặt kịp thời cũng như duy trì lực lượng dự bị cần thiết. Tuy nhiên, yếu tố lớn nhất khiến Hải quân Mỹ muốn mở rộng hạm đội hàng không mẫu hạ lại liên quan đến Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc hiện chỉ đưa vào vận hành 3 hàng không mẫu hạm nhưng tốc độ bổ sung các hàng không mẫu hạm mới và tham vọng tiếp tục mở rộng hải quân của họ đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hải quân Mỹ. Hải quân Trung Quốc ngày nay mong muốn mở rộng vai trò của mình từ vùng biển ven bờ ra các đại dương xa hơn, và đây là điều kiện quan trọng để Trung Quốc trở thành siêu cường toàn cầu. Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc giờ đây đã có quy mô lớn hơn Hải quân Mỹ nếu dựa trên số lượng tàu chiến mặt nước trên 4.000 tấn, và tàu ngầm tấn công và tàu đổ bộ được đóng mới mỗi năm. Cuối cùng, có một lý do khác khiến Hải quân Mỹ cần thêm hàng không mẫu hạng, chính là ở chiến lược nhóm hàng không mẫu hạng kép mà họ đang thực hiện ở Thái Bình Dương. Sự phát triển của các nền tảng số giúp việc phối hợp tác chiến giữa nhóm hàng không mẫu hạng trở nên dễ dàng kể cả khi chúng không hoạt động trong cùng một khu vực. Khả năng kiểm soát một vùng biển rộng có thể là yếu tố quan trọng giúp hải quân Mỹ có được lợi thế trước bất cứ cuộc đối đầu nào trên biển với Trung Quốc. Ngoài ra, họ cũng có thể phát động các cuộc tấn công trên diện rộng vào các mục tiêu quan trọng của đối phương nằm dọc vùng ven biển hoặc nằm sâu trong đất liền với ít rủi ro hơn. Hạm đội hàng không mẫu hạm hùng hậu của Mỹ. Hải quân Mỹ đang vận hành một hạm đội gồm 11 hàng không mẫu hạm, trong đó có 10 hàng không mẫu hạm lớp Nimitz và một hàng không mẫu hạm lớp Ford tất cả đều chạy bằng năng lượng hạt nhân và thường có hàng chục máy bay trên tàu. Chẳng hạn như tiêm kích FA-18EF Super Hornet, tiêm kích đa nhiệm F-35C và trực thăng Seahawk. Mười chiếc được phân bố tại các vùng biển khác nhau trên khắp nước Mỹ. Duy chỉ có hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan được đặt tại căn cứ ở Yokosuka, Nhật Bản. Mỹ luôn có ít nhất ba hàng không mẫu hạm hoạt động trên biển toàn thời gian và việc triển khai này diễn ra luân phiên. khi không được triển khai, các hàng không mẫu hạng sẽ trải qua quá trình đại tu và hiện đại hóa kéo dài. không chỉ riêng mỹ muốn xây dựng một hạm đội hàng không mẫu hạng hùng hậu, nhiều quốc gia khác cũng đang thực hiện kế hoạch này. anh đã đưa ra vận hành hai hàng không mẫu hạng mới là queen elizabeth vào năm 2017 và prince of wales vào năm 2019. brazil cũng đang thử nghiệm sử dụng máy bay không người lái trên hàng không mẫu hạng. Atlantico của nước này. Trong khi Pháp, Hàn Quốc và Nga cũng đã công bố kế hoạch đóng hàng không mẫu hạm trong thời gian tới. Dù có nhiều mối đe dọa mới, nhưng Hải quân Mỹ vẫn đặt niềm tin vào các hàng không mẫu hạm. Lực lượng này đang có kế hoạch đóng thêm 3 hàng không mẫu hạm mới thuộc lớp Ford, là USS John F. Kennedy, USS Enterprise và USS Doris Miller. Sau khi đóng thành công hàng không mẫu hạm USS Zero Air Force, dự kiến triển khai vào cuối năm nay. Lớp hàng không mẫu hạm này sẽ thay thế cho các hàng không mẫu hạm lớp Nimitz đang hoạt động hiện nay và quá trình thay thế kéo dài đến năm 2050 hoặc lâu hơn. Các hàng không mẫu hạm lớp Ford được trang bị những công nghệ cho phép chúng có thể song hành với thời gian. Chẳng hạn như có máy phóng điện tử giúp phóng những máy bay không người lái nhỏ, nhẹ bên cạnh đó con tàu còn có khả năng tạo ra năng lượng để cung cấp cho những loại vũ khí cần sử dụng nhiều năng lượng không thể phủ nhận rằng mỹ đã đầu tư vào hàng không mẫu hạm nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới nhưng theo các chuyên gia quân sự mỹ cần phải nhìn nhận một cách thực tế về việc triển khai những lợi ích mà nó mang lại thưa quý vị mục tin biển đông eo biển đài loan của DKN tv đến đây tạm dừng quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN news Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Shipchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.